Các bạn xem kênh Bonsai Hạ Phong, hãy nhấn nút like, đăng ký và nhớ nhấn nút chuông nhé. Vâng, xin chào khán giả. Ở trong khuôn viên cây cảnh của anh Cường ở Phúc Hòa, Tân Yên, Bắc Giang. Trong video này tôi sẽ giới thiệu cho anh em xem những cái cây ở trên tường của cái tầng 3 này. Là những cây tầm trung và tầm lớn. Tôi sẽ nhờ anh Cường sẽ giới thiệu cho anh em để anh em nắm được về tác phẩm nhá. Anh có thể giới thiệu về cái cây này không? Cây này là một cây si. Cây si mình cũng không hiểu nó là cái si gì. Thật ra là nhiều các cụ người ta bảo đây là si núi đá. Si đánh ở trên núi đá về. Mình mua lại của một ông ở dưới Bắc Linh. Mình thích thì mình mua. Ừ, cây này nó dáng siêu, già mà. Anh em xem này. Con này thì già lắm rồi. Vâng, con này già rồi. Nó ôm cái gì đây? Ôm hòn đá thấm thủy. À đây à. Già đanh đúng không? Cây này anh có cần tác động gì thêm về bông tay nữa? Có, vẫn đang muốn làm bông. Phải vẽ, anh giật đi, anh vẽ luôn. Giật đi và làm bông nữa là xong. Không, bây giờ là rứt hết lá đi và vẽ luôn. Vẽ xong cái cắt luôn bông, mình thành khuôn luôn. Mùa này nó đang rét rét, tâm ra là cũng chưa muốn. Đúng ra vừa rồi phải làm. Đúng rồi. Khi mà anh vào thành bông xong nhá, anh cắt là một phát, thế là làm vòng quanh phát thành bông luôn ấy. Đúng rồi. Đúng sau rồi. Mầm tự bật. Cứ thế là tự nó bật. Vâng. Còn cây này anh? Con này thì một con xanh Nam Việt. Nó gọi là tí muội cũng được, hoặc khuynh đại cũng được. Tí muội thì hợp lý hơn. Tí muội hợp lý hơn. Nhìn nó dẻo này mà. Đấy. Đấy, anh em xem cái gốc bệ của cây này nhá. Ngược sáng một chút, nhưng mà để anh em hình dung được cái tay cành bên dưới. Đó, anh giới thiệu cây này nữa. Rồi, cây này thì cũng là một cây Nam Việt. Già thì già lắm rồi, cũng nhũn nhĩn hết rồi. Mình vẫn hay đặt nó là gọi là huynh đệ. Cây này gọi là huynh đệ. Huynh đệ đầu khoa. Thì nó cũng chưa được hoàn thiện lắm. Nói chung là cái cốt cách được mua về là mình đang tạo tán thành một cây nó được như ý của mình. Vâng. Đây là anh đang nuôi phá thôi. Đang đúng nuôi không? Phá, đúng rồi. Vẽ bông là phải làm thành bông xong đó mới cắt giật. Đúng được. Rồi. Vừa giật vừa vẽ. Mình thích nó vì là cái cốt cách, những cái độ già nhũn nhĩn của nó. Nó mịn cây anh. Con này thì mịn lắm rồi, già cốt chậu rồi. Vâng. Cũng khá già đấy. Ôm mấy viên đá bên dưới nha. Đấy, sẹo liền này, nhìn đẹp chưa? Đây này. Con này thì già lắm rồi. Vâng. Mỗi cái là về mình vẫn chỉnh sửa theo ý của mình. Đây thực ra nó là hai con trực xoắn. Đấy. Trực xoắn ở đây, hai thân nó xoắn đồng đều giống nhau đây. Và là cây cổ đấy. Bây giờ anh Cường mua về anh sẽ chế tạo lại, chế tác lại theo ý tưởng. Đây là một cốt phôi đẹp, đang được làm tay bông. Đó. Con này mặt bên còn đẹp lắm nhưng mà không quay được vì là cái không gian nó không cho phép mình quay. Vâng. Lại phải đua ra đằng sau rồi. Làm sàn đua đằng sau như bên kia kìa, nhà bác ấy kìa. Đấy, còn cây này nữa nhá. Để bác giới thiệu cây này nào. Cây này thì cũng là một con Nam Điền. Thật ra là mình cũng vô tình đi chơi, mình gặp nó, mình thấy thích nó. Nó dị dạng. Vâng. Nó là một cây, nói là nó cũng là cây nó quái, nó dị dạng. Thế mình thích thì mình mua nó về. Cây này người ta gọi là dị cây. Dị cây. Đấy, dị cây. Già, được cái là nó già. Trước mua nhiều tiền rồi. Trước kia em mua cây này cũng vào 30 triệu anh ạ. Ai già, căng đấy nhỉ. Vâng. Đấy. Nhưng mà 30 triệu. Mà hoàn thiện hết rồi. Nhưng mà về giờ em lại cắt giật hết, em làm lại. Đấy. Phải làm theo mình, xu hướng mới. Thế mình chơi cây của mình thì mình theo ý của mình. Vâng. Đây này cũng chưa được hoàn thiện lắm. Được cái là mua cái cốt nó dị dạng, cái này nó cũng chất xanh cũng đẹp. Chất con này thì Nam Điền này là Nam Điền đẹp mà. Vâng. Nó từ một cái cành nó lên
Con này là không phải đấy đâu, từ một cái cành lên đấy. Không phải cây hạt. Đấy, không phải cây hạt. Cái dòng xanh này là cái lợi thế là dâm cành nó thành cây. Đấy. Đây có cái rễ này. Từ trên cao xuống rễ cũng còn méo đây này. Con này già lắm. Đây rễ tràn trậu. Này, cái này anh vẽ lại cũng đẹp lắm ạ. Rồi, thế bảo là mình mua thì nó hoàn thiện lắm. Vâng. Gần như là một cây hoàn thiện hết bông tán đâu đấy hết rồi mà. Vâng. Nhưng mà mình về vẫn theo ý của mình vẫn cứ cắt giật theo ý của mình. Rồi sẽ trở thành một tác phẩm đẹp. Bởi vì cây này nó cũng nó cân đối này. Cân đối hai tay đối xứng này. Và tay bên kia hồi sang kia, tay đây hồi đây, có nghĩa là nó rất là ấm cây. Và thân hình thì lại nạc cây. Dị cây. Hội tụ rất nhiều thứ trong cây này. Còn cái tác phẩm này anh giới thiệu một chút nhỉ. Tác phẩm này thì nó là một cây xanh quê. Mình thích nó từ lâu rồi, từ lúc mình còn bé cơ, cây này xanh cổ. Đấy, đâm ra là mình vẫn cứ thích nó, mình chơi nó vào gần 20 năm rồi. Cây này chắc lâu nhất vườn này. Cây này cũng lâu ấy, từ cái lúc mình còn mới thích chơi cây cơ thì nó là một cây xanh quê. Đâm ra là nó thì bây giờ thì nó cũng giới thiệu những cây này thì nó cũng không có giá trị, nhưng với mình là mình rất yêu thích nó vì là mình nó ở nhà mình lâu rồi. Đúng, ai nói ai nói anh là không có giá trị. Cây cảnh nghệ thuật giá trị hay không là ở cảm nhận. Đúng rồi. Cây này anh em nhìn xem nhá, côn cây này. Cây này là không, hầu như là không có sẹo mấy. Niên hết rồi, cây gọi cây hoàn thiện rồi mà. Những cái sẹo cắt giật thì nó đã thành sẹo liền rồi. Đấy, và tay cành thì cũng bài trí hợp lý, bông tán ấm cây, chia đều các bên không quá lớn, tản vân cũng khá nghệ thuật. Bông giam là xong hết rồi. Vâng. Còn đây là một cây lộc vừng. Cây lộc vừng mình rất yêu thích vì là không gian nhà mình đúng cả nhà có một cây lộc vừng. Vâng. Mình cũng đi mua được của một anh cũng ở gần nhà. Đấy, chủ cũng rất thích nhượng lại. Mua của chủ nhưng mà chủ lại muốn nhượng lại, nhưng mà mình thì cả nhà có cây lộc vừng mình muốn để chơi. Thôi ra không nhượng nữa. Đấy, không nhượng nữa. Ông đã đấy. Bán cho tôi thì đừng hòng mua lại. Không phải, thật ra là cả nhà có cây muốn để chơi thôi. Vâng. Cây đẹp quá nhỉ, độ lắc này. Anh em xem nhá. Cành rồi độ già. Đóng vảy vảy sừng hết rồi đây này. Con này thì già lắm. Hoa thì cũng nhiều đấy. Con này cũng không phải là hoa ít đâu. Cũng có hoa rồi. Ơi, con này hoa nhiều chứ. Hoa mấy lần rồi, mình còn có cái ảnh mà. Vâng. Đấy, nhưng đấy. Mà cái chậu này thế nào, nó đang bị táp lá. Đúng vào đúng thời điểm này lá nó đang mùa rụng lá mà. Đúng rồi. Đấy, anh em xem nhá, đây là một cây lộc vừng già này, lùn cây này. Các chốt tay là đóng rất hợp lý. Tôi sẽ cho anh em xem. Nó một cây nghệ thuật đấy. Cây này là phải chăm sóc thật tốt thì hoa mới ra được. Đúng rồi. Thiếu nước là sẽ không ra. Đây nhờ anh giới thiệu cây này nữa. Đây là một con Nam Điền. Nó cũng gọi là tầm trung. Vâng. Đấy, thì mình cũng rất chi là mình thích nó, mình mua nó về. Cũng mới mua xong, nó không được thời gian là bao nhiêu ạ? Trước mua nhiều tiền không anh? Trước kia mình mua là cây này vào cũng hơn 30 triệu. Các bác trên này chịu chơi quá nhỉ. Đây nhá. Đây một cái xanh là già mình đây. Thích nó già, nó già nhún nhít hết lại mà nó hoàn thiện. Ôm chặt cái khối đá bên dưới, đây chắc quét thêm xi à? Mới quét, quét đấy. Nhìn như đá thật đi. Đây. Con này thì dễ nhũn hết này. Thật ra con này là mình chun vỏ. Thích là thích được cái nó nùn lực mà nó già, nó hoàn thiện. Vâng. Đây là một trong những tác phẩm đẹp. Cây này khi mà anh ấy vẽ lại cái dăm cho nó hoàn thiện ngon lành, bông dăm đều thì cây này phải nói rất tuyệt vời. Đây là một cây côn, côn từ gốc đến ngọn. Đặc biệt cây này lại không có điểm đơ. Hay ở cây này nó ở chỗ đấy. Đấy, chúng ta cùng nhận xét và đánh giá. Còn một số những cái tay mà nó bố trí chưa hợp lý thì sắp tới anh sẽ sửa. Đấy. Cái cút tay thì sửa nhanh thôi. Nhưng mà về phong cây thì tuyệt. Tôi thấy rất đẹp. Được cái là nó
to lại lùn lực, côn cây sẹo lại côn cây, to cây côn cây lùn lực, già cây lắc đẹp. Đây cho anh em xem lại tổng quan lần nữa nha. Đấy, và bây giờ đến cây dưới bên này. Cây này anh đặt tên là gì? Đặt mình mua cây dưới này mình thích nó vì mình nhìn nó cảm giác nó giống như là một ông thần tài thần độc. Đấy, thế là mình đây nó u biếu cái bụng nó phình hết ra này. Đấy, thì mình rất chi là thích nó. Mình bao nhiêu lần mình muốn chủ nhân nhượng lại nhưng mà không thành, nhưng mà cuối cùng là mình yêu thích nó quá, cuối cùng vẫn là thuộc của mình. Vẫn mua được đấy. Đúng rồi, cái gì thích. Mùa này nó lại đang bị táp lá này, vừa rồi nó tươi tốt lắm. Thích là phải làm bằng được. Mình thích nó u biếu này, nó như một ông thần tài thần lộc ấy. Cái này bây giờ anh thay đất cho nó để cho nó tươi lên. Rồi. Cái này anh mua lại của người chơi hay là mua của mua lại của anh đấy thì gần như là cũng là gọi là cũng là thợ. Đây. Cục ruối hay gọi là cục ruối. U biếu như ông thần tài thần lộc. Thích nó. Đẹp quá. Đúng là đẹp thật. Dạ. Mặt bên kia thì nó không u bằng bên này nhỉ. Mặt bên kia thì không u bằng bên này. Đây, chơi cây trên cao không có diện tích cũng đến khổ. Chẳng chịt. Và đây là cây xanh Phúc Am. Xanh Phúc Am anh ạ. Rồi đúng rồi. Phúc Am Ninh Bình. Cây khá già nha. Ôm một viên đá. Cũng côn cây lùn lực. Các bác chơi cây chịu đầu tư giữ cây. Đây, tôi giới thiệu qua những cây này nhá. Đây là một cây dưới này để anh em hình dung được. Đây cây đa lông này. Đây một cây xanh quê, gốc côn rất già và cũng rất đẹp. Thế cái chậu này giờ bác có bán không? Chậu thật ra mình vẫn cứ thích mua về để chơi rồi. Cái dòng này thì anh mua đâu? Dòng này thì mình cũng đi từng vào từng nhà vườn một. Mình cứ gặp được nhà nào có thì mình lại bảo chủ nhân sẽ nhượng lại chơi rồi. Trước anh mua bao tiền cái này? Cái này là cũng 1,5 triệu. Cái này. Cứ phải 1,5 triệu mới ra. Không phải là, tức là mình đi mình cái này 1,5 triệu này. Cái này là 1,7 triệu này. Đấy. Cái này làm sao đẹp bằng cái này được? Cái này còn nứt thế này. Ừ, nhưng mà cái này form nó đẹp, cái này form nó đẹp lắm. Ừ. Thì cái form của nó. Nhìn form này trông nó khỏe hơn nhưng mà thế mà ông. Nhưng mà vào nhà dân mua thì nó cứ lôm côm cả. À đây. Đấy, nó chả cứ. Đây chỗ này nứt rồi. Cái đấy bị lứt đấy. Chậu ra lươn rất đẹp. Vâng, tôi xin dừng video clip tại đây. Xin chào khán giả và hẹn gặp lại trong những video sau. Tôi sẽ quay các nhà vườn khác. Xin chào anh em nhé. Quý vị và các bạn đừng quên đăng ký kênh và bình luận bên dưới video nhé.